Cho một tràng pháo tay. Ai về An Giang xuôi theo đường Bắc Sơn mà đi, kia là Chi Lăng vô ăn hảo ta leo núi bằng chân. Kia là con suối trong mát có hương nhẹ nhàng thương ngang. Vỗ tay. Đến truyền thanh long nghe suối chảy suối dòng, cuộc chốc bao ngàn ta lên đồi tiên đế qua đường dây quê cũng chẳng có bao xa. Đồng thị liêm mời bạn bước chân qua để ngầm nước tiên tôn từ bầm lên đồi đá dần nhìn qua bắc tiên dập dập đá kéo leo bóng mùa còn mưa nắng. Uống ngầm nước tiên làm mát lòng người du khách đồi bắc tôn năm xưa ai cắt từ bao giờ. Chùa Bạc Vân hương bài tâu tới chân trời, đất cài vua nghiêu thọ trước lời hương nhiệm màu cơi mặt nước linh tiên. Trước khi qua dầu đầu ta hãy nghe suối tiên chiến điện 13 tầng rồi sang an cửu phẩm nhìn về ai đã ngàn tâm thầm kia trăm người bao sự tích tính sò tương. Quá hay rồi, tiếp tục luôn.
con nữa. Tàu dốc đường mây ta cùng lên cao cột đình, kìa dầu bờ không còn tinh sương bay. Bức tranh của quê hương ngay cách từ bao giờ, chiến dầu mồ côi rồi sang an ông hồ, trở lại điện quân thường ngay cách nổ năm xưa. Đó là dầu bảo binh đã chạy qua bao lượt nắng mưa, Đại Bác ầm gian chim về trong miên giấc. Núi cũng quặn đau hồng căm chồng chất, núi đứng lên quét sạch quân thù. Trước khi lên chùa bà ta nhìn ra bóng nét đẹp, càng lộ vẻ muôn phần. Hãy ghé vào đây viếng điện rao tầng, đã dần sắp tên tâm chung thủy, rao dần tôm đầy hương vị canh chua. Nào ngờ đâu gặp phải chiều to, hình xanh đứng thẳng bốn mùa trò qua. Lên cho trọn bán tình ca, dòng tay nói nhịp cho đường xa lại gần. Trước khi người rời khỏi cảnh non xanh, hãy diễn điện tam thanh và nỗi cao đài tình. Đường quá điển nhà dân cùng đất mùi bóng quá xứ, chùa Phật nhỏ năm nào vẫn nằm cầm sân tiên. Kiền non sẽ mọc lắm chiên, đón chào du khách mọi miền quanh năm. Dù cho có mấy xa xăm, xin người hãy ghé viếng thăm một lần. Nước dần trắng trong làm mát lòng người du khách, gió đưa mây trắng lững lờ đường lên núi cấm không bao giờ tôi quên. Tạm xong chúng ta cùng nhau cuộc hành trình đi về miền Thanh Sơn, nơi có lắm phong cảnh thiên nhiên. Chúng cùng chị hướng nên quán cùng nhau hòa tình vui vẻ. Ước mong chuyến này cô bác sẽ gặp nhiều điều may, vì chiến lối chuyến này là kỷ niệm của những ngày du xuân. Tổ Phật thầy quan thượng đẳng đại thành, chư quan thượng đẳng, chư vị thiên hạnh, chư vị năm nay phải đến cảm ơn chúng minh. Nhưng hôm nay thái đoàn của chúng con cũng có trở về điện đắc tiên kinh hiến, nhờ ơn đức Phật đức thầy cùng chư vị các ngài từ bi gia hộ cho thế giới được mưa thuận gió hòa, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, và gia hộ cho cửu quyền quốc tổ tịnh độ chúng sanh, và phụ mẫu tại đường tăng lo phước thọ, và phụ mẫu lo khứ cực giảng tây phương, và gia hộ cho phái đoàn của chúng con khi đi như khi về được giải hết quả căn tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, và sau khi trở về gia đình được kết duyên lành cùng Phật pháp, và mời các vị tha bốn xá thay vì bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và mời xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc nào biển cùng sóng sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị phạt tiền ở chí, ít ai mà chú chỉ được. Đức ơi, cái máy đây nè, đọc Đức ơi. Ở đây cảnh này đẹp lắm nè, đặt cái máy đây luôn đi.
nghèo thì bị bạc làm căm, giàu thì bị của dám cầm chúng phân. Xưa nay chốn hồng chẳng như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên, đều do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lại khổ vì tiền. Không tiền nói phải cùng đi, có tiền nói quê cùng đi người ơi. Châu bò thì bị người xó môi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Châu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lấy đó làm vinh tiền. Xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường gì nó ghẻ chia gãy ra đổ máu đồng đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chờ gom góp để bỏ bo giữ đời. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc trần thế khuyên ai hãy gầm danh mà chi lợi lắm mà chi. Bà công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp. Sáng cho mấy cũng thì một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tuổi sanh đều đuổi kiếp con người. Thân tứ đại có lấy đâu mà làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước cơ mắt, đánh cô phần đa thì thiếu niên thân. Cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được. Thêm nói bệnh nói già khúc phật, sống trên đời sống được bao lâu. Mới mai sanh kế lại nhớ bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một năm. Ôi tam thôn khí tài thiên ban dùng, nhất đáng vô thường vàng sự hưu. Muốn việc điều mang lấy tắt hơi, hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt. Nào của cái vợ con tài vật nhắm mắt rồi nắm lấy tay không. Nghĩa tàu khang có kẻ chẳng bền lòng, dành cái tiếc giả mong chồng khác. Bỏ con dài mặt đời hạnh phạt, nghĩ cuộc đời nghĩ thật buồn tanh. Hết mê danh mê lời mê
tình. Con mượn thú già lam phong cành. Nam mô A Di Đà. Gặp cuộc thế vui gì ham tranh cảnh, gây thêm tình dạy vợ với con. Thêm không? Thêm luôn đi, đọc hết lại. Gặp cuộc thế. Gặp cuộc thế vui gì ham tranh cảnh, thêm gây tình vợ vợ với con. Thà sớm khuya vui thú nước non, chiều lại niệm A Di Đà Phật. Mong giải thoát tránh sông đường vật chất sổ luân hồi, yểm cửu với hành vi. Ở thế gian nhiều tiếng thị phi, về cửa Phật từ bi hỷ xa. Qua biển khổ mượn thuyền bát nhã, rửa bụi trần mượn nước ma ha. Nguyện sao thoát khỏi ta bà về tịnh độ vui miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cứ xuống luôn đi, tính cưng đẩy cái máy đi, tính rồi cưng đi xuống dưới coi đồng chánh lòng. Nghĩ lại cảnh phiền bao, nghĩ ước bận nhớ khói dài tàn. Nắng lóc phong trần dài giang mặt, trường chiên bể ấy kiếp mài qua. Hố sâu chất chứa người bà ác, hang thầm chôn chồng kẻ thiết tha. Trời đã hoàng hôn mau chợt tình, tìm đèn trí huệ nắm thân ra. Lanh thân ra khỏi kéo mang tay, tìm nẻo cao siêu đến Phật đài. Bên giác thần tiên đang trực sẵn, để mê phàm tục phải cao bài. Nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm, kiếp số luôn chìm chôn góc gai. Gai gặp mưa nhuần ân thanh đế, cam mê lồ rưỡi tắt lửa trần ai. Xột xột nhà sao mù chiếc nồi, ông chồng quần áo rách lối thôi. Bầy con ngơ ngác đồi xơi bừa, lũ nhỏ dành nhau lẫn chỗ ngồi. Khua đùa mèo mong ngờ chủ thao, muộn rơi cho dền tường cho mồi. Lầm than đói khó gì tay ép, hỡi kẻ sang vào cứu nàng trôi. Nàng trôi lúa ngập lối còn xa, điền chủ mau mau nghỉ tận mà. Thế độ dân nghèo trong lúc tung, giúp giùm kẻ rối bụi vừa qua. Có ăn dư huệ nhờ thân nó,
nghèo khổ bằng phú tham dự ăn. Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần cao, tỏ lời khuyên nhủ khắp đâu đâu, dạng dật từ đây luôn tham sâu. Áo não thương đời đã đối khổ, u buồn chấm hò dẻ dài câu. Dầm chàng đó mới chuyến sang chơi, tỏ ý thần tiên khá nhầm lời. Quyền pháp thâm trầm thâm bất tuyệt, vô di chánh đạo hỏi người ơi. Người ơi chân lý thầm lâu đời, thầm cảnh diệu huyền hiện một nơi. Qua mặt trung ương tam điệp khách, đợi chờ tiếng lực mới dời ngươi. Về ngươi chốn ấy rõ như lời, nào lão có bài chuyện khuấy chơi. Vẻ diệt trời sẵn cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lơi. Xa lơi đạo đức khổ tâm mà, học cụ ích lời lão thiết tha. Bóng xế tà tay ôi lắm thề, dạ hiền cất bút mượn thi ca. Thi ca nhiều nèo thầm rồi đó, hồi tỷ sứ thần dài chuyện xa. Bóng xế tà tay ôi lắm thề, dạ hiền cất bút mượn thi ca. Thi ca nhiều nẻo thẩm rồi ta, hồi tỷ sứ thần dài truyền xa. Lánh thế chẳng bài danh lão xì, ngày nay các chỗ ngộ cùng ca. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết đoàn anh chú ơi. Bây giờ sáng ngày 27 tháng 7 thì chúng ta cũng có cái nhân duyên lành trở về hang ông Thẻ kính viếng. Thì còn động lại thời gian, tại vì phía trước nó có một đoàn đang cúng quý vị. Thì trong lúc chờ đợi thì mấy anh em con cũng có sẽ đến nơi đây kể lại những cái hang ở đây như thế nào để cho quý ông bà cô bác chúng ta cùng nghe chung. Thì trước khi mấy anh em con kể chuyện thì xin mời Quynh Lẹ sẽ đến ở đây đọc một đoạn giảng để bắt một cầu. Xin kính mời Quynh. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau duyên Phật khiến kiếp này tu được ráng tu được, đừng bỏ cuộc nữ nam ơi. Tu một đời giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa. Mau tìm cõi, mau tìm cõi an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn trong kiếp khổ trần gian. Nếu kiếp này bên giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp bao.
nay dầu có gặp muôn ngàn thảo đạo chờ nắng ngờ cũng gắng tu chứ ngờ ngáo hãy gắng tu chớ ngờ ngáo núi to bao đục mãi có ngày không đạo khổ mấy khó không tu sẽ dòng dòng tâm tử nếu không đem gieo rắc mầm thế gian không thể mọc được đâu duyên đường vàng sân cực là một lòng cầu kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng thôi trên đường đạo phải tinh thần tinh còi chinh phục đời để theo dõi lòng tin cái bánh lan hả vũ chữ Di Đà luôn trắng ở tâm mình như tam tạng đi thịnh kinh thọ trước Nam Mô Di Đà vỗ tay lên những chiếc hang trên núi Ông Cấm thì trong đó là có hang Bát Nhạc Lan thì xin kính mời Quỳnh Vũ. Nam Mô A Di Đà Phật. À, kính thưa cùng tất cả quý vị, giờ này phái đoàn của chúng ta tới đây, nhưng mà phái đoàn của các vị đi núi cũng 80 người ở dưới, ai mà ngồi giữa cái đường đi đó thì chúng ta dẹp đường xích xích vô đây nè quý vị, mình chỗ đó đi xuống là hang đó gọi là hang Bắc Giật Lan, còn cái hang thứ hai đó là hang Ông Thẻ, cái hang thứ ba là hang Tốt ở dưới gọi là hang Quan Âm. Nhưng mà cái hang Quan Âm đó cũng ít người đi, tại vì đoàn mình đông cho nên không có dắt đi được. Còn cái hang của ông Bắc Giật Lan á thì quý cô bác mình từ trên đọt tre này quý cô bác mình đu dây xuống chừng 3-4 người rồi bắt đầu đu dây ngược lên chứ không có đường chỗ, cho nên cái hang này đoàn mình cũng chỉ giếng thôi không có chung. Nhưng mà cái hang ông Thẻ á thì có một điều á là sau khi chung nó có đường chỗ lên, cho nên quý cô bác mình được đi hang ông Thẻ. Tại sao hang này gọi là hang ông Thẻ quý cô bác? Thì quý cô bác mình có đi giếng bốn ông Thẻ không ạ? Có ai đi giếng bốn ông Thẻ chưa? Có người đi người không? Dạ có người đi có người không, tức là tóm lại có người đi có người không. Nếu như quý cô bác mình có đi bốn ông Thẻ là thường thường ta nói còn ông Thẻ thứ năm nằm đâu à, tức là ông Thẻ trung ương nằm ở trên núi Cấm, nhưng mà không biết là ông Thẻ trung ương nằm đâu, nhưng ở đây người ta thường gọi là hang ông Thẻ. Chỉ biết là nơi hang ông Thẻ này nó có những cái đồi điều vô cùng kỳ bí, một hơi quý quán mình sẽ được khám phá. Nhưng mình chung hang ông Thẻ, mình không kể hang ông Thẻ mà mình kể cái hang của ông Bắc Giật Lan. Tại sao gọi là hang Bắc Giật Lan quý cô bác? Tại vì nơi đây là vào thời Pháp thuộc, lúc này trong đất nước Việt Nam của chúng ta bị người Tàu đô hộ bao nhiêu ạ? Người Tàu đô hộ 1.000 năm, người Pháp đô hộ 80 năm. Nhưng ngày xưa người nào du học bên Pháp mà giỏi, nếu như chịu làm việc cho Pháp thì người Pháp sao ạ? Giữ lại làm việc cho họ. Còn nếu như không, ai mà về nước thì người Pháp nói trước khi mà về nước là phải chích cho một mũi thuốc để ngừa xương gió về cho nó bệnh, tức là cho nó ngừa bệnh. Nhưng mà không ngờ rằng là về một thời gian là sao ạ? Là người đó phát bệnh lên gọi là điên điên khùng khùng hoặc là mất lý trí. Người Pháp có cái chương trình tức là ám hại nhân tài đất nước Việt Nam, vì họ không muốn cho một cái nhân tài đất nước Việt Nam nào mà được sống sót trở về. Cho nên trong thời này ông Bắc Giật, tức là ổng nằm trong một cái pha gọi là Bắc Giật, yêu cầu ổng đi như thế này quý cô bác. Chiếc xe ổng chạy ngang cây cầu của người Pháp, mà ổng vừa chạy giữa cây cầu mà ổng nghe ổng thấy cái độ nhịp của chiếc xe mà chạy lên cây cầu nhịp. Ổng nói với người Pháp: tại sao mà bắt cây cầu này ngay gan chính giữa, dặn còn thiếu con ốc.
người Pháp đó là người Pháp làm rất là kỹ, làm gì mà thiếu. Ông Bắc Việt Lan ông nói là cái nhịp giữa này còn dặn thiếu con ốc, cho nên chiếc xe tôi chạy lên là nó nhồi nhồi gì. Thiệt quý cô bác, người Pháp không tin, nhưng mà ông Bắc Việt Lan khẳng định là còn thiếu con ốc. Lúc này người Pháp là họ mới cho những cái người mà làm cầu đó kiểm tra lại, quả nhiên thiếu con ốc. Thêm đó là quý cô bác mình biết ở Long Xuyên đó là cái cồn Phú Quế một lần á, là ông Bắc Việt Lan có một dịp ông ghé, ông đi y gan quý cô bác mình đi núi đó, ông lấy cái gậy ông chống chống, ông khỏ gì thôi, ông khỏ gì, ông nói là cái cồn Phú Quế này sau này trải qua vài chục năm là sụp đó nha. Thiệt quý cô bác, tới đời con mà lúc đó con nhớ là con 15 tuổi là cái cồn Phú Quế sập, nghe gan không? Cho nên mỗi một lần mà ông Bắc Việt Lan ông tới đâu đó là ông đi trên cái bước đường đi, ông biết được cái lòng đất là nó có chuyện gì hay như vậy đó. Cho nên người Pháp sao ạ? À? Người Pháp lúc nào cũng e ngại ông Bắc Việt Lan là người Việt. Ông ta có một cái sự phán đoán trong lòng đất nó có những cái gì rất là hay. Cho nên người Pháp sao ạ? À? Họ biết được nơi dùng thất sơn mình rất là linh địa. Cho nên người Pháp á, họ dùng máy bay. Nhưng mà sau khi họ bay về núi Cấm này thì nơi khu vực này họ chụp, họ thấy một cái đạo hào quang lên rất là sáng, cho nên họ mới chụp hình. Nhưng sau khi chụp hình rồi thì rửa, thì về nhà rửa chỉ là một cái tấm ảnh trắng, không có một cái gì hết. Cho nên người Pháp biết rằng nơi dùng thất sơn này rất là linh hiểm, nhưng họ phát hiện rằng nơi đây có một cái hang. Lúc này họ bắt một cái con chó, buộc dây cho con chó này sao ạ? Đem con chó xuống hang. Nhưng mà sau khi xuống hang rồi, phăng dây xuống đâu đó đàng hoàng rồi kéo con chó lên, thì con chó không còn nữa, chỉ thấy còn cọng dây không. Rồi họ sao ạ? Họ biết được nơi dùng thất sơn này có cái địa nguyệt, nó rất là kỳ bí, nhưng mà muốn khám phá được chỉ có ông Bắc Việt Lan này thôi. Cho nên sao ạ? Cho nên người Pháp nhờ ông Bắc Việt Lan đi tới đây nhằm một sự đó là ám hại ông Bắc Việt Lan, đi vô hang trộm mất tích luôn. Nhưng mà có một điều sao? Người Pháp trang bị đâu đó đàng hoàng, buộc dây gan u ếch của ông Bắc Việt Lan, kêu ông Bắc Việt Lan, ông là người bắt giặc rất là giỏi, ông đi vô coi trong ruột núi Cấm này có cái gì. Sau khi mà thòng dây xuống rồi là phăng hoài, quý cô bác xả dây ra, ông Bắc Việt Lan một hơi không thấy cọng dây gì động đậy nữa, thì người Pháp sao ạ? Kéo cọng dây lên, cũng thấy cọng dây hoàn toàn được người mở, nhưng không thấy ông Bắc Việt Lan. Người Pháp mới cho những người người ta ở đây là người ta canh đúng 3 ngày, không thấy ông Bắc Việt Lan lên. Người Pháp nghĩ rằng ông Bắc Việt Lan đã chết. Nhưng một tuần lễ sau, ông Bắc Việt Lan từ dưới hang này, ông ta đi lên. Thì sau khi đi lên rồi, người Pháp gặp ông đi lên, người Pháp sao ạ? Đến khổng vắng, ông ta không còn nói chuyện nữa. Tức là trở thành một người canh. Nhưng mà sau khi mà trở về cái nhà riêng của ông Bắc Việt Lan thì ông ta viết lại một cái bài thơ khoan thủ. Và tiếp tục, đợt sau ông ta tự đi vào trong hang này và ông ta mất tích luôn tới giờ. Nhưng người Pháp biết rằng ông đi cái đợt này là ông mất luôn, đến nhà lục soát. Sau khi nghe gan cái bàn mà ông thường mà viết đó, thì ông có viết lại những bài thơ như sau. Ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, bát ngôn bích ngọc ẩn bên trong, vật y đa giáp kim khôi mão, lan thấy tặng tường chẳng phải không, ẩn khước từ quan dưng lĩnh chánh, sĩ điền hoài vọng luống chờ trong, quy hoàng nam bắc niên canh kỷ, điền phá xích dương giáp bắc ông. Ở đây mình tạm dịch nghĩa nha. Ông cấm là ông Bắc Việt Lan chỉ cho cái núi Cấm chiếu nguyệt long, là nơi đây là có long mạch, tức là sao? Là có đền vàng cát ngọc. Ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long là nơi đây nó có cái long mạch, tức là đền vàng cát ngọc. Ha. Ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, bát môn bích ngọc ẩn bên trong, trước khi mà vô trong cái núi Cấm này phải đi qua 8 cái cửa. Ha. Bát môn bích ngọc ẩn bên trong, tức là sau khi ông ta vô 8 cái cửa này sao? Gặp ngọc bích đồ đền vàng cát ngọc đồ của vua Minh Dương trong đây. Mà Đức Thầy nói sao với cô bác? Gần lâm cây đá thế ngày nay, mà ruột năm non có cát đài nha. Đợt này là ông Bắc Việt Lan, ông đi, ông thấy rõ ràng.
Cho nên nói là ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, bát môn bích ngọc ẩn bên trong, vật y tức là y là áo, vật y tức là đầy đủ quần áo kim khôi mão của vua không. Là sao? Ngọc ngà châu báu đồ kim khôi mão có sẵn. Lan thấy tặng tường chẳng phải không? Lan là ai à? Là ông Bất Vật Lan. Tức là ổng đã thấy. Lan thấy tặng tường chẳng phải không? Ẩn khước từ quan dưng lĩnh chánh. Tức là sau khi ổng vô, ổng gặp các bậc ở dưới người ta nói cho ổng là ổng có một cái trách nhiệm. Từ đây trở sau ông đi vô rồi ổng ở đây để dưng lĩnh chánh. Sĩ điền hoài vọng lún chờ châm. Chữ sĩ là người học. Nhưng mà sao ạ? Là nếu như người nào có chương trình, tức là sao? Thương yêu và giúp đỡ cho tất cả mọi người. Giống như ông Bắc Việt Lan, ông ta học cái bằng của người Pháp. Nhưng mà sao? Ông ta về đất nước Việt Nam, thiết kế cầu đường, thiết kế trường học, thiết kế tất cả trên phương tiện cho mọi người nhân sanh. Tức là cái lòng của ông rất là bao la rộng lớn. Thì hôm nay sao? Hôm nay nhờ cái sự ông gặp các bậc thánh ở nơi vùng Hắc Sơn này mà ông ta ẩn khước từ quan dưng lệnh thánh, sĩ điền hoài vọng vốn chờ chân, quy hoàng nam bắc niên canh kỹ, điền phá xích dương giáp bắc ông. Hai câu này là hai câu thiên cơ nghe quý quán. Nhưng mà sao ạ? Thiên cơ các vị nói nếu như bàn chúng là có lỗi, mà bàn sai là có tội. Cho nên ở đây thiên cơ mình không dám bàn. Tại vì sao? Tại vì cái việc này là cái việc của thiên định. Năm 1939, sau khi Đức Thầy ra đời mở đạo, có người hỏi: Bạch Thầy, chừng nào tam thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ? Ngày nào? Đức Thầy không nói ngày giờ, mà Đức Thầy nói: Này mấy ông, chừng nào mấy ông thấy mà Trung Đông mà khởi ngồi chiến tranh thì chừng đó tam thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ. Mà quý cô bác mình thấy trong vòng năm nay mà Đức Thầy tiên tri cái này có không quý cô bác? Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Bây giờ có không? Đức Thầy nói sao ạ? Có nhiều chứng bệnh phát sanh, lương y còn phải ngồi khoanh tay nhìn. Có không? Mà Đức Thầy nói sao ạ? Giống dây trùng thường đục phổi tim. Có không quý cô bác? Có. Thời kỳ này Đức Thầy nói cái này còn ghê nữa nè. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẳng đồng bào, tình huynh đệ phân chia yểm bắt. Bây giờ có không quý cô bác? Có rồi. Thì thời kỳ này các vị nói như thế nào à? Lá già thì trước sau cũng đổ, để lá non thay đổi trên cành. Hết đời trước thì đến đời thanh, lực đào hải đã dành xưa nay. Cho nên hôm nay nếu như quý của bác mình muốn sống đời tượng quân thánh đức, hôm nay chúng ta phải mở rộng cái lòng từ bi. Tức là sao? Mình phải thương yêu tất cả mọi người. Cái người giúp đỡ mình, cái người mà cho mình tiền bạc mình thương. Nhưng mà cái người lắng gánh đắc quý của bác mình thương không à? Thương không? Chắc có lẽ dòm nữa mắt quá không có thương nổi không? Đắc của mình ông lại ông cắm cái ông lấy năm tấc, không có thương nổi rồi. Nhưng mà làm sao mà cái người đó mà làm cho quý cô bác mình giận hờn, mà mình nhìn bằng cặp mắt mà mình thương người ta đó, là mình sống sao? Mình mới về đời thượng quân được. Thấy không? Tại vì đời thượng quân sao? Nhà ngủ không đóng cửa, của rơi không người lầm. Xưa kia quả địa cầu gắt tốt. Bấm nút đen đó hả? Rồi. Rồi hả? Rồi, ai đi? Dạ, cô bác anh chị em chúng ta hướng về chính điện phía trước nơi ông Thẻ kính lễ ba sám. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay dâng lên tráng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay sáng ngày 27 tháng 7,
phái đoàn chúng con được có duyên trở về núi Thiên Cẩm Sơn kính viếng, hiện đang cầu nguyện trước điện ông Thẻ, nhờ quay linh chư Phật chư vị sơn thần từ bi gia hộ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam mưa hòa gió thuận, bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nguyện cầu cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, gia đình chúng con được an lành, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vạn tây phương. Và hôm nay tất cả chúng con xin phép được vào trong hang điện ông Thẻ kính viếng, nhờ quay linh chư vị gia hộ cho tất cả phái đoàn được bình yên, vào trong hang gặp nhiều điều may mắn tốt lành, khi trở về nhà được giải quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, được kết duyên lành cùng Phật Pháp, nguyện tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật và kính bốn xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật và xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Đức Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Và chương trình cúng nguyện đã xong. Giờ một lần nữa con cũng thông báo cô bác mình để cho mấy anh em con đi trước nha quý vị. Đi trước rồi cắm đèn cài xã. Quý vị mình ở phía sau đó là khỏi lo, đèn cài cắm sáng trưng ở trọng hết trơn, là mình cứ việc mình đi bình thường. Để mấy anh em tụi con xuống dưới rồi tụi con phân chia từ đoạn từ đoạn. Rồi bà con cô bác mình nói đi theo. Anh quản lý cái máy vậy. Cái đèn cài đó vũ đèn cài đó. Lên cũng lên chỗ này luôn. Dạ dạ. Rồi đoàn mình chuẩn bị đi hang nha. Dám chạy gọi lên thôi có chỗ đi. Con mình nữa thì đó là một cái điều hạnh phúc. Nhớ nha, hạnh phúc hay không hạnh phúc chính do nên mình. Có khi đó là mình làm gây ra gian dở, mình làm cho đau khổ cho con cho cháu, đó cũng là nguyên nhân cho mình. Cho nên mình biết cách khéo quyến chuyển đại cách thì con mình đã được hạnh phúc, con mình đã được yêu thương mình, con mình đã được đùm bọc mình trong cái lúc tuổi kế đã già. Nếu mình mà khe khắc nó quá, tuổi mình đã lớn rồi, làm sao mình khỏi được ốm đau, làm sao mình khỏi bệnh hoạn, thì lúc ốm đau bệnh hoạn coi chừng nó nhớ đến cái quãng đời trước đó, nó nhớ đến cái chỗ mà khe khắc nó thời gian trước đó, coi chừng nó nghe là nó bỏ mình nghe, nó không nuôi mình nghe, là lúc đó mình khổ đó. Vì vậy chúng ta gắng phải biết cái cách sống, thì biết cách đó thì mình sống là hạnh phúc cho bản thân mình, mình biết cách sống nữa thì hạnh phúc cho con cháu mình đó. Như hồi nãy đó mà có ông người đó muốn phá gian dở gia đình của người ta, ông xã thì ông đi bằng ăn xa, vợ thì ở nhà ở sớm đó, nói vô nói ra chồng của mày đã đi bằng ăn xa, có vợ bé vợ nhỏ còn mày ở nhà, mày có biết gì không? Thành ra cái người vợ hiểu cho nó thoát chút thông chút, cái người vợ nói đó, chồng tôi đi bằng xa kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, đó là hạnh phúc lắm rồi, còn cái vụ vợ bé vợ nhỏ chắc là không có đâu ha. Nếu đổi lại cái quyết chuyển như vậy thì tâm mình được bình an, tâm mình nó được nhẹ nhàng, đừng vì nghe lời người ta mà nói chồng mình phải có vợ bé vợ nhỏ, gây ra xào xáo bất hòa ở nơi gia đình, đó là điều chúng ta không nên làm, không nên nghe theo những điều kiện của người ta. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị qua vài lời. Hôm nay mình muốn bước vào cái con đường hạnh phúc, an vui trong cái cửa đạo, thì chúng ta gán là mong cầu gia đạo vuông tròn, tộc hòa vợ thịnh, các con cháu hiền. Và hôm nay chúng tôi xin mời và đệ tử và đệ nữ hai đệ lên đây để đọc một đoạn giảng giao duyên với bà con cô bác. Và xin trân trọng kính mời. Trong năm non chúng ta cúng tại đó qua điện dưới Thiên Dương, rồi chúng ta tranh thủ về trước một tấc để tắm rửa, rồi khi tắm rửa xong đàng hoàng cái đoàn đi hát đó tiếp tục nó trở về nhà trọ, là tất nhiên là tắm là nó vừa thời gian. Quý vị thời gian coi lại đồng hồ ha, đi viếng đó coi lại thời gian còn khoảng 2 giờ, đừng có trễ nữa quý vị, 2 giờ hoặc 2:30 thôi, đừng trễ nữa, tranh thủ về nhà trọ tắm. Tại chiều nay có tiết mục chương trình đố vui đó, tại cái đoàn mình về đông quá mà chờ để mất thời gian rồi dùng cơm nữa, chiều nay cái tiết mục chương trình đố vui. Thôi giờ xin mời quý vị, ai nếu đi hang tiếp tục ở đi điện 13 đó thì tiếp tục chúng ta đi hang, còn ai không đi thì ở trên điện hang đó, tại chỗ điểm đó cúng đó, ai có bệnh từ trước giờ ở nhà mà ớn là lạnh hoặc hoàn cảnh nào ra khuyết việc, tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị trong cái này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đoàn đang lên điện 13 tầng. Nhắn tụi em bây giờ buồn quá à, chứ mộng ơi. Mấy em nằm ở dưới hang nãy giờ. Dạ. Nó đây mệt kìa. Ô A Di Đà Phật. Mới bắt lên rồi thấy rồi hết rồi. Bên nắng đổ thành ca tỳ la về. Có đức vua tình phạm nhân từ. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên Chúa thần tôi ngay phò tăng. Ai đó bụng qua bên tay trái của con kêu ăn không quý vị? Đức Hoàng Hậu Má Gia Phong Nhà. Sắc đẹp vườn ngọc mất thuốc mơ hoa cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi. Đến trước bệ câu cùng thánh thường. Thôi nó bụng quẹo qua tay trái em muốn kêu. Rằng thần thiết nhờ ơn trúng hưởng của hoàng gia. Cùng được vinh quang. Kể từ nay tiếp muốn an nhàn. Dưỡng tâm trí lần sau thế trường. Chú bác có đói bụng mà chẳng yêu nghe. Chẳng kèo hồ sao đúng. Tới điểm rồi đó. Trước tới điểm chỉ trừ người. Ý hiệp tâm đầu. Xin một điều chứ không. Xin một điều ở chốn long lâu. Tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ. Chẳng rằng kẻ bạo ngang tàn. Tiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhang. Phê cho thiếp những điều sinh anh. Vua nghe xong dội vàng đứng dậy. Bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Ba tôn thiên ở trước đền rồng. À, xin thánh thượng ban dân được pháp. Xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân dí như con đó. Tội giảm tha đôi giúp má cơm má tiền. Cứu dân nghèo, trong lúc đạo điên. Lấy đức rộng bủa trong ba tinh. Vua hứa chịu giúp người đó lành. Vua hứa chịu giúp người đó lành. Bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành khơi. Tiết hòa thuần khắp nơi hoa nở. Đức Hoàng Hậu trong lòng hân hở. Đức Hoàng Hậu trong lòng hân hở. Giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không chung. Bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới là khắp phòng quê. Rồi tới điện 13 tầng. Ở đây có cái quán bún riêu bên tay trái và tay phải thì chỗ điện 13. Xe mình ép ép vô xe chạy quý vị ơi. Rồi bây giờ phía trên cái quán đó là điện 13 đó quý vị, không ăn bún riêu thì lên trển mình ngồi nghỉ đi ha, mình chờ. Dạ theo ông Sưng đi, ai không ăn theo ông Sưng hướng dẫn trển. Rồi quý vị ai ăn bún riêu thì mình quẹo cho quán đây nha. Theo trước lên trển, trước sau cũng lên trển à. Rồi 13 trên đó đó.
ai mà ăn muốn điêu thì dừng ở đây, còn không ăn thì mình đi theo chúng sinh hướng dẫn lên trển nè. Trung hang, trung hang, trung hang điện 13. Không trung thì cũng không trung thì mình nằm đây mình ngồi nghỉ cũng vẫn được. Đây cũng điêu đây. Ăn ở đó là ăn ở đây. Đầu mà chân hang nãy hay đói bụng ha. Ăn nhiệt tình à. Đây là cái nồi bún này. Đây là cái chuyện đánh bún này. Khoan khoan này chưa, cho bà con ăn trước đi. Mình cho bà con cô bác ăn trước đi. Hả? Không, quý vị cứ kêu đi rồi xong rồi lần này nữa tự làm ăn à. Hôm nữa là chưa mỏng đâu, có thịt như mạc thôi nha. Trời ơi mày. Năm nay lớn chứ con. Bún riêu, bún riêu 15.000 một tô. Rồi bước vào trong. Giao thoải mái. Mời quý vị bước vào bên trong. Ai ăn bún riêu thì mình ghé cho cái quán của em nghe. Xin mời, xin mời. Còn không ăn thì mình quẹo bên tay phải lên trên kia. Điện 13 lại trên đó đó. Bún riêu, bún riêu, bún riêu 15.000 một tô. Ai không ăn muốn kêu đi lên quán trên kia nghe quý vị ơi. Xe 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 xe. Rồi, 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 mời, mời vô trong đi, vô trong. Rồi, quý vị, ai chưa ăn đó, mình, tô bún của mình vô trong đi. Cái sạch cái nồi đều á. Dạ, dạ, vô trong. Bưng tô là vô trong rồi, nè. Rồi, mình kiếm cái góc này, mình ngồi đỡ cũng được mà. Bún riêu, bún riêu. Bún riêu, bún riêu. Hết tô rồi. Quá. Còn tô không? Hết rồi hả chị Nga? Mình muốn đi khỏe vậy nè, mình leo lên dây cái bắt đầu cái gì nè, đột xuống. Anh làm thử đi, anh làm thử đi. Anh làm trước đi. Nhưng mà làm vậy thì sao ta? Con nghĩ gì người dắt đúng thì bắt đầu nó đi đúng vậy đó. Mình đi đây rồi, hồi mình đi lỡ đường này luôn ha. Lỡ đường này luôn đó quý huynh ơi. Đường này dễ chua, cái hang này dễ chua hơn hang thẻ. Mà chị đem cái áo xuống chi hả? Cái gì? Đâu có, đi đường này thẳng lên lại đó. Ừ. Ừ. Rồi gửi đem cho bà Thiên sớm đi. Đi ra đi, đi ngoài đi cho dính cho. Quý cô về là bấm vô siêu mỏng Phật giáo Hòa Hảo là gặp cái tướng đi của mình hả? Đi đẹp lắm. Đi đẹp lắm.
Lúc mới đi là người nào mà nấy đi như người mẫu vậy đó. Mà đi núi lội núi ba bữa rồi một cái ha. Hàng 2, hàng 3, hàng 7 gì có láng hết trơn. Từ từ con gái ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả chư quý vị. Hôm nay chúng ta lại có duyên lành được trở về nơi điện 13. Nơi đây trước khi trung hang, chúng ta có làm lễ cúng trình qua các ngày, cung thỉnh toàn thể quý vị gác bỏ tất cả muôn duyên, trở về tâm thanh tịnh, đồng hướng tâm về ngôi thờ phía trước, cũng như thánh tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng xá ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay tất cả chúng con trở về Thiên Cẩm Sơn kính viếng, hiện diện đang làm lễ trước điện 13. Nhờ ơn trên Đức Phật Đức Thầy trăm quan các ngài cùng các vị thánh thần cai quản nơi điện 13 này, từ bi gia hộ cho phái đoàn của chúng con sau khi trung hang gặp được nhiều điều may mắn, sau khi trở về nhà nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, làm ăn phấn trắng và tu hành tinh tấn cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng xá bốn xá hay gì lại bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Chúng ta gửi lại người thân của mình. Chúng ta để dẹp ở đây. 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 Chưa cấp này gây mà đi cái gì. Chúng ta để dẹp ở đây. Chúng ta để dẹp. Mày giỏi, mày giỏi, mày giỏi cơ. Tới đi lui cầu sót con heo gần hả? Trước ăn xuống sau. Đây cái gì? À, đây đi trước đây con heo gần đi xa cho anh. Ê! Cái đâu mà nào cháu? Kia. Bỏ lại cho nghe. Đi đó. Nếu mình chở ở đây. Đi đó. Học phải đi chơi. Sao lại thấy chi nữa rồi chị? Bà muốn lên truyền hình quá trơn hả? Ai biểu người ta đi cái canh tranh thủ cái chạy xuống cái quay người ta đi cái chạy xuống quay hả? Đi trước người ta đang quay không à mà kêu người ta đừng có đồng chổng sao được. Người ta đi cái quay chạy xuống cái quay chạy xuống cái quay. Thấy mình đẹp cái quay hoài. Không dám. Cái chị tự tin với chị. Sớm chị không mua 5 ngày thuốc ngủ chứ uống chứ nằm mơ.
đợi cho ba một tô, một đợi biết lỗ mặt ở đâu. Bung ra cái này nè, ấy bơ, cái lấy nè. Lại hôm qua cũng còn. Các mẹ lại là mới á.